Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tóm lược lại tình hình một ngày trước khi mà chính thức đến ngày bầu cử, đó là ông Biden cũng như là ông cựu tổng thống Obama và kể cả ông Trump nữa đều xuất hiện ở những cái tiểu bang chiến lược kêu gọi cử tri của cả hai đảng. Thì theo US Election Project đó, ngày sáng ngày hôm nay họ cho biết đã có hơn 41 triệu cử tri bỏ phiếu sớm rồi, và khi mà được hỏi đó thì họ nhận thấy cái này là họ không có lấy những cái số liệu mà giống như là chi tiết nhất mà họ chỉ hỏi tổng quan thôi. Thì đa số cử tri đảng Dân Chủ họ đi bỏ phiếu và cái vấn đề mà họ quan tâm nhất đó là vấn cái quyền phá thai. Còn phía cử tri của đảng Cộng Hòa đó thì họ lại quan tâm nhất cái việc mà lạm phát, và họ nói rằng họ thấy là cái chính quyền đảng Dân Chủ hiện nay không có làm đủ, không có cải thiện được cái vấn đề lạm phát, cho nên là họ muốn bỏ phiếu để mà Hạ viện và kể cả Thượng viện sẽ do đảng Cộng Hòa nắm quyền, mặc dù không biết đảng Cộng Hòa có giúp đỡ về cái việc lạm phát hay không. Và đặc biệt như quý vị thấy đó là trong những ngày vừa rồi đó, khi mà ông Trump xuất hiện ở những tiểu bang chiến lược ở Florida thì cái buổi vận động tranh cử của ông lại không có sự xuất hiện của ông Ron DeSantis, mặc dù cả hai cũng đều là ứng viên của đảng Cộng Hòa. Và đặc biệt trong những cái lần mà nói chuyện của mình, ông Trump hoàn toàn phớt lờ Ron DeSantis và lâu lâu còn chêm vào những cái câu mỉa mai nữa. Thì tại sao lại như vậy? Quý vị cũng thấy trong khoảng thời gian qua đó, DeSantis là một cái nhân tố nổi trội và được xem là một ứng viên vô cùng tiềm năng cho cái cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Và ông Trump thì cho đến bây giờ ông vẫn còn ra vẻ giống như là rất là tinh quái, cứ giống như là lòe lòe những cái người mà ủng hộ ông nói là có thể ông sẽ ra tái tranh cử lần thứ ba nữa. Cho nên nếu thật sự DeSantis mà ra ứng cử thì chẳng khác nào là đối thủ của ông. Cho nên có vẻ như ông Trump không thích, và cái việc này lại cho thấy một cái dấu hiệu là có thể ông Trump ông sẽ ra tái tranh cử, thưa quý vị. Tin tức chúng tôi ghi nhận được là ngày 14 tháng 11, trong cuộc vận động vào tuần rồi trước cử tri ở Iowa, ông đã từng tuyên bố ra nhiều vẻ là tôi sẽ ra tranh cử. Ông chờ sau kết quả bầu cử này, bởi vì ông chờ sau kết quả bầu cử để cho thấy rằng những ứng viên nào ông ủng hộ mà chiến thắng đó thì ông sẽ càng có niềm tin hơn, sự tự tin hơn để ra tranh cử. Và đó cũng là lý do mà ông tìm bằng mọi cách. Chúng ta sẽ thấy cuộc tranh cử 2024 sẽ đầy lý thú, nhất là về phía đảng Cộng Hòa, bởi vì đảng Dân Chủ nếu mà ông Biden tiếp tục thì cái chuyện đó sẽ không xảy ra những cái vụ mà tranh chấp khác. Nhưng mà riêng với đảng Cộng Hòa bây giờ người ta đều nhìn vào DeSantis, thống đốc Florida, và ứng viên tổng thống Donald Trump, liệu rằng cử tri sẽ bị chi phối như thế nào, bởi vì có nhiều cái ưu điểm cũng như yếu điểm của cả hai ứng viên này. Tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay, một trong những vấn đề kinh tế mà không chỉ riêng với đảng Cộng Hòa xăm soi ông Biden nữa, mà Liên Hiệp Châu Âu sáng ngày hôm nay cũng tuyên bố họ rất quan tâm về đạo luật hỗ trợ hạ tầng cơ sở của ông Joe Biden đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, trong đó có cả ngàn tỷ Mỹ Kim. Mà đạo luật này mang tên là Inflation Reduction Act, giảm lạm phát. Thì Liên Hiệp Châu Âu có một điều khoản mà họ rất quan tâm,
đó là phía Hoa Kỳ giống như bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ bằng cách đó cung cấp khấu trừ thuế và thêm những cái quyền lợi cho những công ty nào sản xuất xe điện và nhà máy sản xuất pin ở Mỹ này. Liên Hiệp Châu Âu đang lo ngại, họ nói rằng trong số đó, cái số tiền mà hỗ trợ cho kỹ nghệ xe hơi điện đó, lên tới 369 tỷ Mỹ Kim, một cái khoản tiền mà châu Âu không thể nào gánh vác nổi và cũng không có nữa, thưa quý vị. Châu Âu bây giờ khoảng 400 triệu người, so sánh thì hơn với nước Mỹ, nhưng mà ngân sách cũng như các chương trình chi tiêu hỗ trợ cho các cơ sở thương mại thì không thể nào bì kịp với Hoa Kỳ cả. Thì Liên Hợp Châu Âu lo ngại rằng họ đưa ra cái điểm như thế này. Khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái số tiền như thế nhằm thu hút nguồn đầu tư ở nước ngoài và mục tiêu là để cạnh tranh, châu Âu cho biết như thế đó, cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe của châu Âu. Trong đó BMW, Mercedes, các hãng xe của Pháp, chỉ thực sự mà nói bây giờ đó, bên phía châu Âu chỉ có Pháp và Đức là hai đối thủ, nhưng mà Đức là đối thủ cạnh tranh nhất với Hoa Kỳ về xe điện. Thì phía Liên Hợp Âu Châu vào sáng nay tuyên bố họ lo sợ rằng họ đặt vấn đề thôi. Thì họ nói rằng họ đang nhờ các luật sư để theo dõi toàn bộ cái tiến trình mà phía Hoa Kỳ cung cấp 369 tỷ Mỹ Kim này để phát triển xe điện và pin xe điện đó có vi phạm vào cái luật gọi là mậu dịch quốc tế, luật trao đổi đặc biệt giữa châu Âu và Hoa Kỳ hay không. Và sau đó đó họ sẽ đưa ra những cái biện pháp để có thể yêu cầu Hoa Kỳ giảm bớt cái hỗ trợ này hay như thế nào đó, hoặc là thậm chí trừng phạt nếu có các loại xe điện của Hoa Kỳ nằm trong cái chương trình hỗ trợ của chính phủ này. Và thưa quý vị, cái chương trình hỗ trợ của chính phủ đó cũng đã gặp những cái điều khó khăn từ Trung Quốc tới thế giới, khi mà một quốc gia đặt vấn đề là nếu một quốc gia đó hỗ trợ cho cái công giống như mặt hàng quốc doanh của mình ở trong nước đó, sẽ gây hại đến cái khả năng cạnh tranh của các xe điện hoặc các hàng hóa về điện ở nước ngoài. Và thưa quý vị, tiếp tục là tin tức cập nhật về Elon Musk và Twitter. Như quý vị cũng biết là ông Elon Musk đó, ổng kể từ khi mà chính thức tiếp quản lại Twitter, ổng đã nói mỗi một ngày đó là cái công ty này thua lỗ khoảng hơn 3 triệu Mỹ Kim, là bởi vì thứ nhất cái khối lượng nhân viên quá nhiều, quảng cáo không có vân vân. Và cái mục tiêu bây giờ trước mắt của Musk đó, là ông nói ông phải biến cái công ty Twitter này là một cái công ty có tiền chứ không có còn thua lỗ như suốt thời gian qua nữa. Và như quý vị thấy là ngay lập tức ông cắt giảm 3.700 nhân viên. Và đến sáng ngày hôm nay thì Twitter chính thức tuyên bố là những cái account nào mà có cái blue mark đó, thưa quý vị, trước giờ là free nhưng mà từ nay sẽ phải trả một cái số tiền là $7.99 một tháng. Thì như quý vị thấy, cái blue mark thật sự đa số là những người mà nổi tiếng, chính trị gia, nghệ sĩ vân vân, đó là phải qua một cái thời gian dài sử dụng rồi họ verify được là cái account này là họ, chứ không phải là một ai đó giống như giả mạo. Vâng, rồi phải có nhiều followers này nọ nữa thì mới chính thức được cái blue, cái dấu tích màu xanh đó. Màu xanh. Dạ vâng. Chim thì... xanh. Và thưa quý vị, ngay lập tức vào sáng ngày hôm nay thì hàng loạt các chính trị gia, chẳng hạn như bà AOC, rồi bà thống đốc của New York vân vân, đã chỉ trích cái việc mà Elon Musk chót tiền người ta. Tuy nhiên, tính đến sáng ngày hôm nay đó, theo báo chí họ ghi nhận là chưa có cái tài khoản nào bị mất cái dấu tích xanh hết, nghĩa là ổng vẫn để, nhưng mà có thể là trong một vài ngày sắp đến đó, nghĩa là họ phải bấm cái nút mà trả tiền thì tiếp tục mới có, còn không là chắc trong những ngày tới là sẽ bị mất cái tích xanh này chẳng hạn. Chúng tôi trở lại với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi.